Xin giới thiệu, đây là thớt MD, model là Kenwood SA7. Mặt vàng là phi nhôm, thiết kế rất đẹp và sang trọng, với một bên là phi nhôm màu trắng, một bên là phi nhôm màu xám. Kết hợp làm cho cái thiết kế nó trở nên bắt mắt hơn, nhìn sang trọng và đẹp hơn rất nhiều. Kích thước của thớt MD này như sau: chiều cao là 8 cm, chiều ngang là 20 cm và hậu sâu là 24 cm. Hàng nội địa Nhật, nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung MD thì liên hệ em, giá cục đổi nguồn là 200.000. Hoặc mình có thể lấy điện 100 đến 110V từ ổ máp ra sử dụng cho thớt MD đều ok. MD này có một chức năng duy nhất là đọc tốt đĩa MD. Nếu nhà các anh đã có một bộ dàn nghe nhạc, dàn mini, dàn trung hay những bộ dàn nghe nhạc rời mà mình thiếu cái thớt MD, thiếu cái chức năng đọc đĩa MD thì các anh mua cái thớt này về kết nối vào dây AV là mình đã có được một cái thớt MD vừa đẹp vừa sang và đọc đĩa được luôn nha. Hàng em ship toàn quốc qua bưu điện, các anh sẽ nhận hàng tại nhà. Giá bán của cái thớt này chỉ 700.000. Nên giá cực kỳ rẻ, vui lòng chuyển khoản đủ để em ship hàng tặng nhà cho mình. Không lẽ có mấy trăm ngàn thì cọc mất công, nên em sẽ nhận chuyển đủ luôn nha. Sau khi em nhận được 700.000, em sẽ ship hàng tặng nhà cho các anh. Khi mà mình nhận được hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Em sẽ tặng một đĩa MD chép nhạc theo yêu cầu. Từ đĩa thứ hai trở đi là em bán không tặng nha. Các nào muốn chép nhạc theo tên ca sĩ, bài hát hoặc là thể loại nhạc như thế nào, liên hệ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình để tặng cho các anh. MD là đĩa của Nhật, có thể xóa và chép thoải mái luôn nha. Liên hệ số điện thoại cửa hàng em cũng như Zalo là 0931008099. Em sẽ tư vấn chốt hàng, gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. MD chỉ là nhiệm vụ đọc đĩa, không có chức năng nhiệm vụ ra tiếng, nên các anh đừng hiểu nhầm. Ở nhà mình có bộ dàn nghe nhạc rồi, nhưng mà mình thiếu cái thớt này thì mình mua về mình ghép vào thì ok nha. Bây giờ em sẽ mở lớn volume để mình nghe nhạc test qua chức năng đĩa MD. Chẳng còn nhìn trên đôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm. Mơ ước mai đây đêm mưa vòng trắng về làm trắng đầy lối xưa đông người ước vòng đêm bàn tay trong tay. Đêm trăng quen sương tôi dấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi thảm đêm gác xuống tôi kể chuyện. Mình xem nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo, rồi em xin kết thúc clip test. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 giúp em. Ở đây nó có ngõ in và ngõ out, mình dùng ngõ out để kết nối với ngõ in cho 5 ly là mình đã kết nối xong trên bộ dàn. Lưu ý, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Bây giờ em xin kết thúc clip test, mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em tư vấn nha.